365 ngày cầu nguyện với tâm tình của Thánh Y Nhã và với lời Chúa. Ngày 3 tháng 7. Lời Chúa theo Tin Mừng Thánh Luca, chương 6, câu 39. Mù mà lại dắt mù được sao? Lẽ nào cả hai lại không sa xuống hố? Lời Thánh Y Nhã. Những người tự cho là mình đầy tinh thần, lại nhiệt tình thống trị các linh hồn, thì sai lầm biết bao. Suy niệm. Giúp đỡ tha nhân nói chung và những người được trao phó chúng ta cách riêng là trách nhiệm của mọi Kitô hữu, nhưng không phải theo ý riêng của mình mà theo thánh ý Thiên Chúa. Bởi lẽ, chỉ khi tìm kiếm và thực thi ý Chúa thì mới mang lại hạnh phúc đích thật cho cuộc đời con người. Trong Tin Mừng Luca, Chúa Giêsu đã nhắc nhở rằng kẻ mù mà dẫn dắt kẻ mù thì sẽ sa xuống vực. Cũng vậy, Thánh Y Nhã cảnh báo rằng thật tai hại biết bao nếu ai đó lại tự cho mình là khôn ngoan và bắt kẻ khác làm theo ý riêng mình. Ở đây, chúng ta nhận thấy hai vấn đề là việc ý thức về mình và việc hướng dẫn người khác. Trước hết là việc ý thức về mình. Thật tội nghiệp biết bao cho những kẻ tự hào cho mình là khôn ngoan trước mặt Thiên Chúa. Bởi vì dù có khôn ngoan tài giỏi thế nào đi chăng nữa thì chúng ta vẫn chỉ là phàm nhân đầy giới hạn và thật thấp hèn trước mặt Thiên Chúa, một thụ tạo mà lại có thể cho mình khôn ngoan hơn đấng đã tạo ra mình được chăng? Trước mặt Thiên Chúa chỉ có hai loại người: một là những người khiêm tốn nhìn nhận thân phận thụ tạo thấp hèn của mình, và ngược lại là những kẻ ngu muội không biết mình nên tự cao và phủ nhận sự thật về thân phận thấp hèn ấy của mình. Dĩ nhiên, Thiên Chúa đã ban cho con người trí khôn ngoan, nhưng là để tìm kiếm và thực thi ý Chúa, chứ không phải để tự hào và kiêu ngạo đến nỗi quên mất những hiểu biết khôn ngoan ấy từ đâu mà có. Kế đến là về việc hướng dẫn người khác. Trong vai trò là cha mẹ, là thầy cô, anh chị, chúng ta phải có trách nhiệm với những người được trao phó cho mình. Nhưng đâu là cách chúng ta chăm sóc những người ấy? Chúng ta được mời gọi cùng họ tìm kiếm và thực thi ý Chúa dành cuộc đời của họ, chứ không phải khăng khăng bắt họ làm theo ý của mình. Cho dù chúng ta nghĩ rằng như thế là tốt cho họ, vai trò của chúng ta không phải là ông chủ để thống trị, nhưng là người đồng hành để cùng đi với họ. Như thế, người khôn ngoan thực sự là người biết dùng sự khôn ngoan của mình để tìm kiếm ý Chúa và giúp người khác cũng tìm kiếm và thực thi ý Chúa cho cuộc đời của họ. Hồn sống trong ngày. Chúa Giêsu dạy người mù thì không thể dắt người mù. Thánh Y Nhã nhắc nhở cần hướng dẫn người khác theo ý Chúa, chứ không phải theo ý riêng mình. Hôm nay, tôi quyết tâm bỏ bớt ý riêng của mình để cố gắng tìm kiếm ý Chúa và giúp người khác cùng tìm kiếm và thi hành ý Chúa.
Lạy Chúa, con xin dâng hết cho Ngài cuộc đời và xác thân con, cùng với bao nhiêu khát vọng. Lạy Chúa, con xin dâng cả tự do, xin dâng trí nhớ trí yêu, cùng mọi sự con có trong đời. Mọi sự ấy chính Ngài đã ban cho con. Đêm nay, giờ này con hiến dâng lại cha hết thảy. Chọn tình yêu, xin một lòng vâng ý cha, chỉ cần Ngài luôn thiết tha, ban nhiều hồng phúc chan hòa. Lạy Chúa, xin cho con biết chân thành phục vụ bằng trái tim yêu, để Chúa vinh danh thêm nhiều. Lạy Chúa, xin cho con biết từ nay cho đi chẳng mong đáp đền, dù lòng người cay đắng phũ phàng. Vì lạy Chúa, chính Ngài đã treo thân trên thập hình. Vì tình yêu, Chúa không ngại mang thương tích. Trọn đời con xin cùng Ngài đi khắp nơi, giao truyền hồng ân thắm tươi, chúc khen tình Chúa cao vời. Xin dâng hết cho Ngài cuộc đời và xác thân con, cùng với bao nhiêu khát vọng. Lạy Chúa, con xin dâng cả tự do, xin dâng trí nhớ trí yêu, cùng mọi sự con có trong đời. Mọi sự ấy chính Ngài đã ban cho con. Đêm nay, giờ này con hiến dâng lại cha hết thảy. Chọn tình yêu, xin một lòng vâng ý cha, chỉ cần Ngài luôn thiết tha, ban nhiều hồng phúc chan hòa. Lạy Chúa, xin cho con biết chân thành phục vụ bằng trái tim yêu, để Chúa vinh danh thêm nhiều. Lạy Chúa, xin cho con biết từ nay cho đi chẳng mong đáp đền, dù lòng người cay đắng phũ phàng. Lạy Chúa, chính Ngài đã treo thân trên thập hình. Vì tình yêu, Chúa không ngại mang thương tích. Trọn đời con xin cùng Ngài đi khắp nơi, giao truyền hồng ân thắm tươi, chúc khen tình Chúa cao vời.
Mọi sự ấy chính Ngài đã ban cho con. Đến ngày giờ này con hiến dâng lại Cha hết thảy. Chọn tình yêu, xin một lòng vâng ý Cha, chỉ cần Ngài luôn thiết tha, ban nhiều hồng phúc tràn hòa.